ngày 5 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5, nhà sách Spyroom giảm giá 40% các đầu sách trên Shopee. Đừng quên ghé thăm và lưu ngay voucher ưu đãi các bạn nhé. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là bài viết đầu tiên trong series Sự kỳ diệu của Linux với bài viết phần 1 Lịch sử và tình yêu Việt của Linux. Series này được viết bởi tác giả Hiraki và không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa, hãy bắt đầu ngay thôi nào. Hiện nay ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, Windows đang là hệ điều hành thống trị trên thị trường desktop và laptop. Ít ai biết đến sự tồn tại của các hệ điều hành khác Windows trong thị trường này. Một vài hệ điều hành trong số đó có thể kể đến như là Linux và phổ biến hơn là macOS, vốn có thiết kế ưu việt hơn và ổn định hơn Windows rất nhiều do lịch sử phát triển của chúng, nhưng lại ít được biết đến hơn với người dùng cơ bản do nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến một hệ điều hành đầu tiên trong số đó, Linux, hay chính là GNU Linux. Phần sau của bài viết sẽ giải thích kỹ hơn về tên gọi này, nhưng trước tiên chúng ta phải nói đến hệ điều hành là gì trước đã. Một la mã, hệ điều hành là gì? Hệ điều hành, Operating System, là hệ thống điều hành các hoạt động của một hệ thống máy tính. Nó hoạt động như một môi trường để các phần mềm khác như ứng dụng văn phòng, chỉnh sửa ảnh, game, v.v. có thể hoạt động được. Nếu không có hệ điều hành, máy tính sẽ không thể nào hoạt động được. Cần hiểu khái niệm máy tính ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có khả năng xử lý được tự động, kể cả hệ thống điều khiển đèn giao thông, bảng quảng cáo, điện thoại cục gạch, máy chiếu, máy in, máy photocopy, smartphone, tablet. Thậm chí những thành phần như là con chuột, màn hình, bàn phím cũng được xem như là các máy tính đơn giản vì bên trong chúng đều có các vi mạch xử lý tín hiệu, gửi về thứ lớn hơn mà chúng ta hay gọi là máy tính. Trong tất cả những thứ này, dù đơn giản hay phức tạp, cũng tồn tại những đoạn chương trình đưa ra những chỉ thị giúp chúng có thể hoạt động được. Những đoạn chương trình này được gọi là hệ điều hành. Nếu không có hệ điều hành, những thiết bị đó chỉ đơn giản là một khối vật chất vô hồn. Nếu hệ điều hành đủ phức tạp, điều khiển các thiết bị như là smartphone, laptop, desktop, TV thông minh, người ta chỉ gọi nó là hệ điều hành. Với những hệ điều hành đơn giản, hoạt động trên điện thoại cục gạch, máy chiếu, người ta sẽ gọi là firmware, phần dẻo, phần sụn, phần ở giữa. Từ đấy trở đi, chúng ta chỉ bàn tới các hệ điều hành phức tạp chạy trên các thiết bị từ smartphone hoặc tương tự trở lên. Mỗi hệ điều hành đều có cách thức điều khiển máy tính khác nhau, nên phần mềm viết ra cho hệ điều hành này không thể chạy trên hệ điều hành kia. Mỗi hệ điều hành cũng đều có các ưu nhược điểm khác nhau, ví dụ như macOS thích hợp để làm việc hơn là giải trí, đặc biệt là với các công việc liên quan đến lập trình. Nó có giao diện đẹp, ổn định hơn Windows rất nhiều, nhưng nó có ít người dùng vì một phần MacBook có giá thành quá cao. Cũng như macOS chơi game khá là kém so với Windows trên cùng một phần cứng, mà giới trẻ Việt Nam cũng như trên thế giới đa phần là thích chơi game. Ngoài ra, một số phần mềm đặc dụng như là CAD cũng không có phiên bản dành cho macOS, hoặc có nhưng rất hạn chế về tính năng so với phiên bản dành cho Windows. 2. Unix và Windows. Có thể nói thế giới hệ điều hành ở thời điểm hiện tại 2021 được chia làm hai nhóm, Windows và không phải Windows, mà thường là Unix. Họ Unix, tên gọi chung của các hệ điều hành có nguồn gốc trực tiếp từ Unix, thường được gọi tắt luôn là Unix, bao gồm BSD, NextStep, macOS, iOS, SunOS và các hệ điều hành tương tự Unix, Unix Lite, hay nói dân dã hơn thì là nhái Unix, bao gồm Minix, GNU, Linux, Android. Còn Unix là gì thì mình sẽ giới thiệu sau. Linux được phát triển từ Unix, mà Unix vốn là hệ điều hành chính chạy trên các máy chủ các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu từ gần 10 năm trước khi Windows ra đời. Windows được phát triển từ MS-DOS, sau này tách riêng ra thành Windows NT. Mình sẽ có bài viết khác nói về Windows. Vốn hướng đến đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và các người dùng cá nhân, gia đình. Cần lưu ý là Linux không phải là Unix mà chỉ là một hệ điều hành tương tự như Unix. Cái này mình sẽ nói đến ở cuối bài sau. Họ Unix thường là các hệ điều hành đa nhiệm, đa người dùng, có nghĩa là cùng một lúc có thể có nhiều người cùng sử dụng chung một hệ thống máy tính thông qua nhiều trạm TeleTypewriter kết nối đến một máy tính trung tâm. Windows, ít nhất là với Windows 10, 20H2,
chỉ là hệ điều hành đơn người dùng, có thể tạo nhiều người dùng, nhưng tại một thời điểm chỉ có một người dùng có thể sử dụng được. Hai nhóm hệ điều hành này hướng đến các đối tượng hoàn toàn khác nhau, nhưng môi trường sử dụng của họ Unix trong lịch sử lại làm nó trở nên ổn định và dễ bảo trì hơn là Windows. Tuy nhiên, các con cháu của họ Unix sau này như là GNU Linux, macOS, iOS, Android, firmware của PS4, Nintendo Switch lại được sử dụng rộng rãi cho người dùng cá nhân. Hiện nay, Linux chỉ chiếm khoảng 2% thị trường máy tính cá nhân nhưng lại đang thống trị về thị trường máy chủ trên Internet với phần gấp đôi Windows Server. Ngoài ra, từ năm 2017, Linux đã và đang thống trị 100% thị trường top 500 siêu máy tính trên toàn thế giới. Trước đó là Unix. Những hệ điều hành thuộc họ Unix, nhất là Linux, lại có tính chất cực kỳ linh hoạt. Chúng có thể hoạt động ở bất kỳ đâu, trên gần như bất cứ thiết bị nào, miễn là có đủ sức mạnh xử lý. Từ những chiếc siêu máy tính, đến những chiếc máy tính cá nhân, đến những thiết bị cầm tay nhỏ gọn như điện thoại di động hay máy tính bảng, Android, Linux và iOS, BSD đều là những hệ điều hành thuộc họ Unix. Những cục router Wi-Fi nếu đủ mạnh mẽ để đều, được trang bị một phiên bản thu nhỏ của Linux hoặc BSD đóng vai trò như firmware của chúng. Nếu như bạn muốn em yêu khoa học, em cũng có thể làm một phiên bản Linux tên là OpenWRT lên chính chiếc router TP-Link của nhà mình để mở rộng thêm nhiều tính năng hơn cho nó. Cần lưu ý là một chiếc router TP-Link giá rẻ chỉ có 8MB ổ cứng và 64MB RAM. Ba là mã lịch sử của Linux. 1. Unix, tiền thân của Linux. Vào năm 1969, phòng thí nghiệm Bell Labs của AT&T là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Hoa Kỳ đã phát triển một hệ điều hành gọi là Unix. Unix ban đầu được viết bằng assembly, hợp ngữ, vốn khá phổ biến ở thời điểm đó. Cần lưu ý MS-DOS được phát hành vào tận năm 1981 và 2 năm sau đó Windows mới ra đời. Đôi khi Unix được nhắc tới bởi ký tự X như trong AUX hay là macOS X. Lúc đó, đĩa mềm vẫn còn là một thứ gì đó khá là xa xỉ. Những chiếc máy tính thời đó dù đã thu gọn hơn xưa, khi chỉ còn to bằng vài cái tủ quần áo ghép lại. Dữ liệu của chúng được nạp từ các băng từ, giống như các cuộn cassette khổng lồ. Và thiết bị xuất nhập chuẩn là các máy teletypewriter, nhìn giống như máy đánh chữ. Unix được thiết kế theo hướng module hóa, do one thing and do it well, gọi là Unix philosophy, triết lý Unix. Nó khá là khó dịch cho đầy đủ nghĩa nên mình sẽ để bản tiếng Anh gốc ở đây. Năm 1971, Unix được viết lại bằng ngôn ngữ C. Thực ra C ban đầu sinh ra để viết các phần mềm ứng dụng cho Unix. Do luật chống độc quyền của chính phủ Mỹ, AT&T buộc phải công bố mã nguồn của Unix cho bất cứ người nào có nhu cầu. Kết quả là Unix đã phát triển nhanh chóng, được các tổ chức học thuật và doanh nghiệp sử dụng rộng rãi. Các nhánh lớn của Unix được kể đến như là Berkeley Software Distribution, BSD, được phát triển bởi Đại học California, Berkeley. BSD là một trong các nhánh lớn nhất của Unix còn sống tới hiện nay. BSD là nền tảng cốt lõi của các hệ điều hành Apple hiện đại như là macOS, iOS, tvOS, firmware của các hệ máy console như là PS4, Nintendo Switch. Ngoài ra chúng ta còn có Xenix, Microsoft, SunOS, Solaris, Sun Microsystem, hiện nay là Oracle, AIX, IBM. Năm 1984, lệnh chống độc quyền đối với AT&T đã kết thúc. Họ đã biến Unix trở thành một phần mềm độc quyền, mã nguồn đóng để kinh doanh. Một năm trước đó, 1983, một dự án phần mềm miễn phí là GNU Project, viết tắt đệ quy của GNU is not Unix, đã được thiết lập bởi Richard Stallman nhằm mục đích viết ra một hệ điều hành tương thích với toàn bộ Unix, được gọi là Unix-like, tương tự như là Unix, toàn bộ cấu thành bởi các phần mềm miễn phí và mã nguồn mở, cần nhấn mạnh là GNU và các hệ điều hành Unix-like khác, không phải là Unix mà chỉ được thiết kế dựa trên khung sườn của Unix. Năm 1987, một nhà khoa học máy tính Mỹ tên là Andrew S. Tanenbaum đã viết một hệ điều hành Unix-like, tối giản tên là Minix, nhằm hướng đến đối tượng các sinh viên muốn tìm hiểu về hệ điều hành. Tuy nhiên, nó bị giới hạn chỉ được sử dụng trong môi trường giáo dục. Đầu những năm 90, đa phần các chương trình cơ bản của GNU Project như là biên dịch, bộ thư viện, trình soạn thảo văn bản, command line shell đã hoàn thành. GNU chỉ còn thiếu một kernel tương thích với Unix để có thể tạo thành một hệ điều hành hoàn chỉnh.
Kernel mà họ đang viết cho hệ điều hành này, gọi là GNU Heart, đang lâm vào bế tắc. Cần phải nói thêm, cơ cộng cộng, trình biên C cộng cộng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là một thành phần của GCC, viết tắt của GNU Compiler Collection. Trước kia là GNU C Compiler. 2. Linux. Năm 1991, một chàng sinh viên trẻ đang học tại Đại học Helsinki, Phần Lan và cái tên là Linus Torvalds cảm thấy rất hứng thú với các loại hệ điều hành, đặc biệt là Minix. Nhưng anh chàng này cảm thấy khá bức xúc vì Minix bị giới hạn chỉ dùng được trong môi trường giáo dục, nên đã chơi lớn, viết ra luôn một kernel của riêng mình, gọi nó là Linux. Thời gian đầu, Linux sử dụng phần mềm hệ thống từ dự án Minix. Tuy nhiên, khi đã có được nền tảng vững chắc, Linux với sự giúp đỡ của các lập trình viên đã quyết định tích hợp các chương trình trong dự án GNU với kernel Linux của mình để tạo nên một hệ điều hành hoàn chỉnh, được phát hành với giấy phép GNU GPL, đảm bảo cho người dùng cuối tự do chạy, nghiên cứu, sửa đổi và chia sẻ các phần mềm. Hệ điều hành hoàn chỉnh được cấu thành bởi kernel Linux và một bộ phần mềm GNU được gọi là hệ điều hành GNU Linux, mà hiện nay thường được gọi tắt là Linux. Thực tế, Linux không phải là hệ điều hành mà chỉ là cái lõi bên trong mà thôi. Trong blog của mình thì quý ước sẽ sử dụng từ Linux để chỉ đến toàn bộ hệ điều hành GNU Linux. Lúc nào cần phân biệt thì mình sẽ nói rõ ra, cái lõi Linux có thể kết hợp với các bộ phần mềm khác để tạo ra các hệ điều hành khác nhau. Ví dụ như Android được kết hợp từ kernel Linux và các thành phần khác do Google, ban đầu là công ty Android phát triển, không dùng các phần mềm từ bộ GNU. Hình trên là bản đồ bao gồm, nhưng không giới hạn đến các nhánh chính của Unix. Trong đó Linux và GNU và vài thằng khác không phải là cháu ruột, một nhánh chính thức của Unix, mà chỉ là con nhận nuôi, có thiết kế tương tự mà thôi. Chúng ta có thể thấy được hai thằng iOS và Android mà fan chọi đá nhau vỡ đầu, thực chất lại là họ hàng xa của nhau. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!